chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Sao Hoa Hàn. Các bạn thân mến, để luôn được cập nhật các tin tức mới và hot nhất trong ngày thì đừng quên like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức thú vị có trong video ngày hôm nay. Song Hikio tận tình dạy Jung Ki nấu ăn cùng tình trẻ thưởng thức bữa tối lãng mạn. Mới đây, nhà sản xuất Now We Are Breaking Up đã tung video hậu trường của Song Hikio và Jung Ki Jong. Trong video, cả hai đang chuẩn bị tập luyện cho cảnh quay nấu ăn tuy nhiên Jang Ki jong lại không có nhiều kinh nghiệm, Song Hikio đã chủ động giúp năm diễn viên có những động tác nấu nướng giống thật hơn tại hậu trường. với sự giúp đỡ của đàn chị, Jang Ki jong hào hứng quay hình tại nhà bếp, đồng thời không quên trêu đùa cùng nữ diễn viên. sau khi hoàn thành cảnh quay, Song Hikio và Jang Ki jong đã cùng nhau tận hưởng bữa tối tại bàn ăn. nữ diễn viên vừa thưởng thức món trứng vừa đọc kịch bản. Về phía Jang Ki Jong, nam diễn viên xuất hiện biểu cảm thích thú với các món ăn. Biểu cảm này nhanh chóng lọt vào máy quay tại khu hậu trường. Trải qua bữa tối cùng nhau, Song Hy Kyo và Jang Ki còn thân thiết chụp ảnh chung. Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi tự sướng tại hậu trường. Trước đó cả hai còn chụp ảnh theo trào lưu nổi tiếng một thời tại Hàn Quốc. Jang Ki là người chủ động yêu cầu Song Hy Kyo chụp ảnh cùng mình. Nữ diễn viên nhanh chóng tỏ ra thích thú với trào lưu quá khứ từng gắn liền với tuổi trẻ cả hai vui vẻ tạo dáng hài hước trước máy ảnh. Song Hikio và Jang Ki-jong không khác gì một cặp đôi đang hẹn hò.